Chuyển sang tiểu mục giao thông số. Thưa quý vị, chưa thể gượng dậy sau 2 năm dịch bệnh, tài xế công nghệ giờ đây lại gặp những khó khăn khác. Vắng khách, xăng tăng giá, nhiều tài xế quyết định chuyển nghề để mưu sinh. Theo khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trung bình mức thu nhập của một lao động Việt Nam là khoảng 5,5 triệu đồng một tháng. Trong những tháng cao điểm, thu nhập của các tài xế công nghệ có thể cao gấp 3 gấp 4 lần, ước tính từ họ thu về 10 triệu đến 30 triệu một tháng. Tuy nhiên, vào những đợt giãn cách xã hội, tài xế công nghệ hầu như không được hoạt động. Còn hiện nay, khi được mở cửa hoàn toàn thì họ gặp phải cảnh điều hưu vắng khách do giá xăng tăng, cước dịch vụ tăng theo, khiến nhiều khách hàng không còn ưa chuộng các dịch vụ xe công nghệ. Dù năm phục vụ mục đích đi lại hay vận chuyển đồ ăn, tài liệu theo chia sẻ của một số tài xế, hiện họ đang phải chấp nhận chạy xe không công. Nhiều tài xế lựa chọn bỏ nghề, chuyển sang làm nghề khác để mưu sinh như môi giới xe, làm công nhân tại các khu công nghiệp.